Hello các tình yêu, các tình yêu có nhìn thấy đôi này rồi mới toanh tuần toanh không ạ? Tình yêu, em này mới về sáng ngay các tình yêu. Em chào 22 tình yêu đang xem livestream của em nhá. Yêu nào đang ở trong livestream thì chia sẻ nhá. Chia sẻ livestream thì giúp em và đừng quên là tag bạn bè vào đây săn hàng cùng em nhá. Em chào chị Hằng Vũ, em chào chị Nguyễn Thảo này, em chào chị Hà Ngọc này. Các tình yêu khi mà thấy thông báo của Minh Su bắt đầu live trực tiếp là các tình yêu nhớ share ngay cái chat livestream cho em để mình được săn với lá giá cực là yêu nha các tình yêu nhá. Hôm em chào chị Hà Ngọc, em chào chị An Bình này. Hôm nay em không live V122 ạ, hôm nay em toàn live mẫu hot thôi, cực kỳ là hot mới về sáng ngay luôn. Em chào chị Hồng Thu, em chào chị Kiều Su này, em chào chị Mimi, em chào chị Trâm Nguyễn này, em chào chị Dung Mai nhá. Em chào tất cả các chị yêu đang xem livestream của em ạ. Các tình yêu chia sẻ ngay cái livestream mình giúp em nhá. Em chào chị Lò Tuyết này, em chào chị Tiến Hằng Khun này, em chào chị Trần Thu Hà. Các tình yêu không biết là đã ăn cơm chưa ạ? Vào đây săn hàng cùng em nhá. Tình yêu nào ăn cơm rồi hình ăn chưa ăn cơm thì cũng vào đây săn hàng cùng đôi cùng em. Bao nhiêu tiền đôi đó em đã thấy một chế hỏi cái đôi này rồi vì nó quá hot luôn và đây là một dáng quét cắt nha các tình yêu, cực kỳ là sang chảnh ạ. Hôm nay em không like bệt V30, hôm nay em like một mã bệt mềm như bún luôn mà chất liệu là da thật nha các tình yêu. Em chào chị Nhung Còi, em chào chị Trang Lê, em chào chị Mai Mít này, em chào chị Thủy Nguyễn, em chào chị Hương Sị, Hương Sự. Có like bệt đá không bạn ơi? Hôm nay không like bệt đá nhưng mà em này thì ngon, rất là hot nha các tình yêu. Hôm nay em sale đôi này em có 4 màu thôi nha các tình yêu nha. Em này em có 4 màu nha các tình yêu và hôm nay em xin bật mí em chỉ sale đúng 25 suất cho các tình yêu thôi. Hàng mới về luôn các tình yêu, hàng mới về nóng hổi luôn nhá. Em chào chị Mai Liên, em chào chị Huy Phạm, em chào chị Su Heo, em chào chị Vũ Thông Lê, em chào chị Thanh Nguyễn. Các tình yêu đừng quên chia sẻ livestream mình giúp em nhá. Mình săn hàng mà mình phải đi đâu với chia sẻ nha các tình yêu. Em chào chị Thanh Nguyễn, em chào chị Hương Ngân, em chào chị Hai Lơ nhá. Các tình yêu chia sẻ livestream mình giúp em ngay đi ạ. Chia sẻ ngay cái livestream mình giúp em và để chế độ công khai và chia sẻ vào những trang nhóm giúp em nhé. Em chào chị Thùy Vân này, em chào chị Thị Hoa nhiều. Em chào chị, em cảm ơn các chị rất là nhiều đã chia sẻ livestream của em. Em chào chị Hạt Cát này. Hôm nay không live V122 ạ. Hôm nay em lên một mã mẫu cực kỳ là hot này các tình yêu. Em này cao 7 phân ngót nhọn nha các tình yêu nha. Em này em cắt cực kỳ là sang chảnh luôn các tình yêu nhìn này. Trời ơi, em này màu đen quá là sang chảnh luôn. Da bóng nha các tình yêu. Da bóng mà đi mềm, giãn nan các tình yêu ạ. Em này cao 7 phân ở trên phần này nó cắt nha các tình yêu, đi rất là sang chảnh. Em chào chị Nguyễn Hương này, em chào chị Minh Ngọc, em chào chị Hắc Cát. Em này em có 4 màu cho các tình yêu luôn, 4 màu và mã của em này là D338 nha các tình yêu nhá. Mới về sáng ngay luôn, em phải lên đây show cho các tình yêu luôn để săn hàng của em nha các tình yêu. Đôi này em có 4 màu cho các tình yêu nhìn này, màu này xinh chưa, màu kem xinh này, màu đen rất là basic rồi. Màu đen rất là dễ đi và hôm nay em show 4 màu cho các tình yêu nhìn này. Trời ơi các tình yêu có nhìn những màu quá là sang chảnh của các tình yêu. Em đã thấy rất nhiều chị hỏi giá rồi và hôm nay bật mí là em chỉ sale đúng 25 suất với giá ưu đãi trong duy nhất livestream mình thôi em các tình yêu. Các tình yêu nhớ là chia sẻ livestream mình giúp em để chế độ công khai và đừng quên là tag bạn bè vào đây để cùng săn sale cùng em nha. Cao 7 phân đi các tình yêu, mùa hè mùa đông mà đi đôi này nhá. Mà đi đôi này đi đám cưới hoặc là đi tiệc thì quá là tuyệt vời luôn. Các tình yêu chia sẻ nhanh cái livestream mình giúp em thì em sẽ báo giá nhá. Em chuẩn bị báo giá đi các tình yêu nhá. 25 tình yêu nhanh tay comment và chia sẻ livestream thì sẽ được săn được giá gốc nhé, à giá sale nhé các tình yêu nhá. Em này là mã là D338 nhé các tình yêu, mã mới về mới toanh tuần toành từ mới em mới về từ sáng luôn các tình yêu ạ. Em này cao 7 phân, chất liệu là da bóng nhé các tình yêu. Màu đen này em sâu màu đen cho các tình yêu xem nhá. Chất liệu là da bóng ở đây nó khoét này, khoét cắt này cho các tình yêu rất là sang chảnh luôn, rất là sang chảnh và đi em này thì quá là phê các tình yêu ạ vì nó mềm dã man. Cao 7 phân đi rất là chắc chân và thanh dáng các tình yêu nhá. Cao 7 phân em cảm ơn chị Dung Mai đã chia sẻ. Màu em có màu 4 màu này, màu kem này, màu kem, màu đen, màu đỏ và màu bò đúng không ạ? Màu đỏ này đỏ như kiểu đỏ đun nhưng không phải đỏ tươi đâu các tình yêu ạ, rất là dễ phối đồ. Màu đen thì rất là basic rồi nên em không thể nói giới thiệu nhiều. D338 cao 7 phân cho các chị yêu và em có 4 màu, màu kem, màu đen, màu đỏ và màu đỏ, màu bò này. Chất liệu là da bóng cho các tình yêu. Em này nó còn giống như là D335 nhưng mà đây là chất liệu da bóng các tình yêu ạ. Chất liệu da bóng chứ không phải chất liệu da lì như D335.
Em này tại cửa hàng của Misu bán với giá là 330.000, từ sáng nay đến giờ rất là nhiều khách hỏi rồi. Và hiện và em dạ và em chỉ sale đúng 25 suất trong livestream này. Có với giá là 279.000 nha các tình yêu nhá. 279.000 các tình yêu ạ. Sale từ 330.000 xuống 279.000. Tội gì mà không săn sale trong livestream đúng không các tình yêu? Em này là D338 này. Các tình yêu comment giúp em là D338 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em để được săn sale với giá là 279.000 nha các tình yêu nha. Màu đen này đi basic này các tình yêu, màu đen này mình đi thoải mái quanh năm, mình kết hợp với bộ quần áo gì hoặc là váy gì cũng rất là dễ đi nha đúng không các tình yêu. D338 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em, đủ size cho mình từ 35 đến 38 nha các tình yêu nha. Đủ size cho các tình yêu từ 35 đến 38. Em sâu gần cho các tình yêu nhìn này. Đây là cái bảo vệ gót đấy nhá. Khi mà các tình yêu đi thì các tình yêu bỏ cái bảo vệ gót này ra giúp em nhá. D338 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Tình yêu nào được em gọi tên thì em sẽ sale cho tình yêu đó là với giá 279.000 nha các tình yêu nhá. Cao 7 phân ạ, đủ size cho mình từ 35 đến 38. Em này mới về sáng nay nha các tình yêu. Sáng nay mới lên kệ của Minsu luôn. Và trong trưa nay thì em phải lên show luôn cho các tình yêu xem cái lô này vì nó quá là hot. Quá là hot và khuyết chỗ này nó cắt nha các tình yêu, nhìn dàn cắt không ạ? Em này nhìn đó. Đây các tình yêu nhìn nó cắt ở đây không ạ? Rất là sang chảnh luôn đấy ạ. Sang chảnh và em này cao 7 phân nha các tình yêu, đi thanh giá và chắc chân dã man. D338 kèm màu kèm size và số điện thoại giúp em chỉ có đủ size từ 35 đến 38 nhưng mà em không có size 39 đâu ạ. 35 đến 38 nha các tình yêu, màu đen này rất là dễ phối đồ. Và các tình yêu bây giờ em gọi tên tình yêu nào thì tình yêu đó sẽ được săn sale với giá là 279.000 nha các tình yêu nha. 279.000, tội gì mà không săn sale của các tình yêu. Nhanh tay comment giúp em nha. Ok chị Quỳnh Nguyễn 279.000 này. Ok chị Hằng Vũ 279.000 này. Có 4 màu, màu đen, màu kem, màu đỏ và màu bò nha các tình yêu. Màu đen này rất là basic rồi, em không phải giới thiệu nhiều nữa ạ. Sang chảnh cực thực sự ấy các tình yêu ạ. Ok chị Hà Cạn 279.000, ok chị Hà Cát 279.000. Các tình yêu comment giúp em là D338 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em để nhân viên bên em sẽ lên đơn và chốt đơn cho mình nha. Mình đừng quên là để lại số điện thoại cho em nữa nhá. Các tình yêu nhanh tay chia sẻ livestream giúp em đi ạ. Mình mà không chia sẻ thì sẽ không được săn sale với giá là 279.000 đâu các tình yêu ạ. Cao 7 phân đi rất là êm. Em này mới về sáng nay luôn các tình yêu nhá. Có kiểu này rồi, nó có cái mũi đồng ở đây là kiểu D335 và kiểu này là D338 mới về đấy các tình yêu nhá. Mới về đấy các tình yêu này, đế này, em nó là 7 phân luôn, mình đi như kiểu 5 phân đi thì nó rất là êm. Nhất là nó êm và thứ nhất hai là nó sang chảnh. Là da bóng mà mình đi rất là sang chảnh nha các tình yêu. Da bóng mình đi không bao giờ sợ lỗi mốt luôn. Ok, em chốt đơn tiếp cho chị Hoa Hà 279.000. Chị Dung Ditsun 279.000 này. Em còn 15 suất nữa với giá là 279.000 nha các tình yêu nha. Mút lót thì quá là em luôn các tình yêu ạ. Mút lót thì quá là em và 4 màu rất là xinh. Màu nào cũng rất là yêu và dễ kết hợp đồ cho các tình yêu. Màu đen thì nó quá là basic rồi nên em không thể giới thiệu nhiều nữa đúng không các tình yêu. Màu đen quá là basic. Và màu đen này sang chảnh đi bóng cực kỳ luôn. Ok chị Ngài Phạm nhá. Ok chị Dung Mai 279.000 này. Em còn 14 suất nữa được sale với giá là 279.000. Các tình yêu nhanh tay chia sẻ và gọi là nhanh tay chia sẻ và tag bạn bè vào đây để cùng săn sale với em nhá. Em đủ size cho các tình yêu từ 35 đến 38 cho 4 màu này này. Ok chị Minh Đạt 279.000. Ok chị Kim Anh Trần 279.000. Ok chị Hoa Hạnh 279.000 này. Ok chị Hà Mạch Hiếu My 279.000. Em còn 10 suất nữa các chị được mua với giá là 279.000 nha các tình yêu nhá. Tại cửa hàng của Misu bán em này với giá là 330.000 nha các tình yêu. Và trong livestream này chỉ duy nhất trong livestream này em mới sale còn 279.000 thôi các tình yêu ạ. Các tình yêu nhìn gót của em nó này. Form này là form chuẩn các tình yêu, đi thanh dáng cực kỳ luôn. Em này là 7 phân nha các tình yêu. Đi chắc chân lắm, size nhỏ nhất là 35 và size lớn nhất từ 38. Em đủ size nhìn nha các tình yêu. Ok chị Hồng Vân 279.000, em còn 9 suất nữa mua với giá 279.000 nha các tình yêu nha. Ok chị Kim Anh Trần 279.000 này.
chị xem kiểu này có úp đồng với kiểu này úp đồng hiện tại thì em lại không mang lên đây rồi các tình yêu ạ. Em mã của em nói là D335 nhé các tình yêu, nhưng mà chất liệu của em nói là không phải là da bóng mà là da lì. Có mũi đồng ở đây, mũi đồng ở đây. Ok chị lovely smell cat nha. Em còn 8 suất nữa các chị yêu được mua với giá 279.000. Ok chị Thanh Bình 279.000, em còn 7 suất nữa các chị yêu được mua với giá là 279.000. Các tình yêu nhanh tay comment và chia sẻ ngay cái livestream giúp em để được mua với giá là 279.000 nha các tình yêu. Em nó là da bóng, chất liệu là da bóng đi quá là mềm luôn các tình yêu ạ. Da bóng nhưng không hề đau chân một chút nào luôn. 7 phân là cái tầm mình đi rất là dễ. Này các tình yêu mềm dã man, các tình yêu nhìn này, em da bóng mà bẻ được như này các tình yêu biết là độ mềm của em nó như thế nào đúng không ạ? Ok chị Phương Hồ để lại cho em xin số điện thoại đấy nhá. Các tình yêu comment cho em là D338 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em để được mua với giá là 279.000 này. Có 4 màu này, màu kem này, màu đen này, màu đỏ và màu bò này các tình yêu. Màu đen này rất là basic rồi các tình yêu ạ. Màu đen này basic, mình đi chơi này, mình đi làm, đi đâu cũng được. Đi chơi, đi làm, đi tiệc, đi cưới đều được hết nhé các tình yêu. Màu đen này quá là basic rồi. 279.000 nha các tình yêu, em còn 8 suất nữa này. Và nhanh tay giúp em để em chuẩn bị được sang mẫu khác nha các tình yêu nhá. Cót nhọn đây các tình yêu. Chị Lệ Khánh để lại cho em xin số điện thoại này. D338 kèm này kèm sạc kèm màu kèm sai và kèm số điện thoại giúp em để được mua với giá là 279.000. 279.000 cho 4 màu này, cho 4 màu này các tình yêu. Màu kem, màu đen, màu đỏ và màu bò này. Các tình yêu đừng quên để lại cho em xin số điện thoại nhá. Em không có số điện thoại này, em sẽ không chốt được đâu ạ. Ok chị Diệp Nguyễn 279.000, ok chị Phương Phạm 279.000. Chị Phương Hồ để lại cho em xin số điện thoại đấy nhá. Đó, bên em là bán hàng cam kết với mình là y như là trong ảnh nhá tình yêu. Nên em cam kết với các tình yêu y như chuyện là trong ảnh, nên các tình yêu nhận hàng sẽ biết được đẹp vẻ đẹp của nó. Ở trong ảnh thì mình vẫn chưa miêu tả hết được vẻ đẹp của nó ấy các tình yêu ạ. Màu đỏ này các tình yêu, màu đỏ đun này đi rất là êm luôn các tình yêu ạ. Và em này là 7 phân mới về luôn các tình yêu, nóng luôn ấy. Nóng mà phải lên đây sale luôn các tình yêu nhá. Các tình yêu đừng quên để lại cho em xin số điện thoại nhá các tình yêu. Chị Đỗ Thi Huyền để lại cho em xin số điện thoại đi ạ. Cao 7 phân nhá tình yêu. 7 phân này mình đi 7 phân nhưng mình cảm giác như kiểu mình nhìn như kiểu 5 phân đúng không tình yêu. Nhưng mà thực ra em này là 7 phân đi các tình yêu ạ. Đây là chỉ là bảo vệ gót thôi, mình nhận hàng mình về mình tháo ra giúp em nhá. Đây ạ, gót của em nó như này. 7 phân đi các tình yêu, trông rất là thanh mảnh và sang chảnh đúng không tình yêu. Ok chị Lục Mai Hiền 279.000. Ok chị Lệ Khánh 279.000. D335 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em này, cho mình đôi đen size 35 dấu điện thoại. Chỉ lo đi sức chân có cứng không. Form này rất là mềm các chị yêu ạ. Form này cực kỳ mềm. Ok chị Nguyễn Vương Khánh nhá. Ok chị Đỗ Thư Huyền ạ. Hôm nay em có bệt nơ nha chị xấu xí sun nơ. Hôm nay em có bệt nơ da thật đấy các tình yêu. Da thật mềm dã man đấy các tình yêu ạ. Đây này em da thật của bên em đây này. Chất liệu là da bóng các tình yêu ạ, da bóng đi rất là dễ vệ sinh, thứ nhất là rất dễ vệ sinh và thứ hai đó là rất là sang chảnh. Da lì thì nó không được bóng, da lì thì nó không được sang chảnh bằng, nhưng mà da bóng này mình đi lúc nào cũng có thể tôn lên vẻ đẹp mình rất nhiều. 279.000 nha các tình yêu. Comment giúp em là D338 kèm màu cùng size và kèm số điện thoại giúp em để được mua với giá là 279.000. Chỉ duy nhất trong livestream này thôi nha các tình yêu. Khi mà em tắt livestream thì các tình yêu lại mua về với giá là 330.000 giúp em ạ. Em thấy chị Uyên béo nhá. Comment giúp em ngay nhanh tay để em chuẩn bị số mẫu nhá. Em chuẩn bị số mẫu là các tình yêu lại không được mua với giá 279.000 nữa đâu ạ. D338 kèm màu cùng size và kèm số điện thoại giúp em ngay bây giờ. Đừng quên là chia sẻ và tag bạn bè vào đây để cùng săn sale với em nha. Đừng quên chia sẻ các tình yêu ạ, các tình yêu chia sẻ vào hội nhóm giúp em này. Và để chế độ công khai giúp em trên trang tường cá nhân của mình nhá. Nhanh tay comment giúp em đi ạ. D338 kèm màu cùng size và số điện thoại giúp em này. Cho màu kem này, cho màu đỏ này, màu đen này và màu bò này. Màu đen đi rất là basic các tình yêu ạ. Đây rất là basic này. Ok chị Phương Hồ 279.000. Bây giờ em chuẩn bị lên một mẫu bệt nhá các tình yêu. Rất nhiều tình yêu hóng bệt đúng không ạ?
Hôm nay em không like VN số 3 đâu có tình yêu ạ. Em này là D338, gót nhọn cao 7 phân cho có tình yêu này. Để em bỏ cái bảo vệ gót này ra cho có tình yêu nhìn thấy rõ gót của em nó rất là sang chảnh này các tình yêu. Em này, em nó tại cửa hàng là 330.000 nha các tình yêu. Giá niêm yết của Misu là 330.000 và 279.000 chỉ duy nhất trong livestream này thôi. Không bị nổ ra đâu các tình yêu ạ. Ra bên em nhập khẩu nhưng các tình yêu yên tâm với em là Misu chất lượng là hàng đầu và giá cả thì mềm nhất thị trường luôn nha các tình yêu. Chất lượng của bên Misu là nhất thị trường luôn, cao 7 phân nha các tình yêu. Cao 7 phân. Em nó là 279.000 này. 279.000 cho em màu kem, 279.000 cho em màu đen. Em bỏ gót ra cho các tình yêu nhìn rõ nha. Bỏ gót ra cho các tình yêu nhìn rõ này. 279.000 cho em màu đen này, 279.000 cho em màu đỏ, 279.000 cho em màu bò D338, kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em. Đủ size cho mình từ 35 đến 38 nhé các tình yêu nhá. Hôm nay em không like bốt đâu ạ. Hôm nay em không like bốt, em like giày thể giày cao gót 7 phân này, giày bệt này, giày cao gót 5 phân gót giày cao gót 7 phân gót vuông nha các tình yêu nhá. Tí nữa em sẽ lên một mẫu cực kỳ là yêu cho các tình yêu. Hôm nay em sẽ lên toàn những cái mẫu da bóng cho tình yêu ạ. Da bóng và giày bệt, da thật luôn cho mình đi mềm dã man luôn cho tình yêu ạ. Ok chị Nhiệm Nguyên 279.000 này. Em còn 2 suất nữa mua với giá 279.000 nha các tình yêu. Em chuẩn bị số mẫu lên các tình yêu, nhanh tay comment giúp em nhá. Thích hay không? Của mi là số 1. Em cảm ơn chị Tương Nguyễn nhiều đã cho em một cái feedback rất là đáng yêu để các tình yêu. Em lên sâu lại một cái mẫu em lên sâu lại một mẫu này một lần nữa và em chuẩn bị số mẫu nhá. D338 nhá các tình yêu nhá. D338 cho em da bóng khuyết đó. Khuyết mỏng mũi rất là xinh này. 5 phân hiện tại thì em không sâu ở trong livestream này. Nên các tình yêu 5 phân thì inbox vào fanpage giúp em nhá. Da bóng này, da bóng khuyết mũi rất là xinh nhá các tình yêu ạ. Em nó rất là sang chảnh, em này thì gọi là độ sang chảnh hàng đầu luôn các tình yêu này. 7 phân đi rất là êm và thanh chân, thanh dáng. D338 kèm màu đằng sang kèm số điện thoại giúp em nhá. Các tình yêu nhanh tay comment và chia sẻ lại giúp em nhá. Không vừa độ có đổi lại được không? Bên Misu hỗ trợ cho mình đổi size và đổi màu trong vòng 1 tuần nhé các tình yêu. Nếu mà mình không vừa ấy, mình không đi 36 mình lấy 35 không vừa thì mình đổi giúp em nhá. Mình không vừa thì mình phải đổi đúng không ạ? Bên Min hỗ trợ cho mình đổi size trong vòng 1 tuần ạ. Đổi size đổi màu trong vòng 1 tuần nhá các tình yêu. Bây giờ em xuống mẫu này và em lên một mẫu bệt mới nhá các tình yêu. Mẫu bệt mới này trời ơi giá của em nó quá là yêu luôn nhá. Giá của em bệt này quá là yêu luôn. Em D338 vừa rồi giá là 279.000 nhá các tình yêu. Em bệt này giá còn sốc hơn các tình yêu ạ. Giày bệt đây nhá. Giày bệt đây ạ. Giày bệt hiện tại em có 3 màu này. Xanh này, xanh la vi này, màu bò này và màu kem nhá tình yêu nhá. Công chúa bóng truyền để lại cho em xin số điện thoại nhá. Ok chị Phan Hằng 279.000, ok chị Bùi Huyền 279.000. 279.000 cho em da bóng này. Ha da bóng cắt này rất là sang chảnh luôn các tình yêu. Ok chị Hoàng Hằng 279.000. Đây nhá các tình yêu, màu đen cho em 3D338 này. Màu đen rất là sang chảnh luôn, màu đen đi rất là sang chảnh và nó khá là basic nên mình đi dễ phối đồ dễ mang các tình yêu nhá. Màu đen rất dễ phối đồ này. Ok chị Hoàng Hằng 279.000, ok chị công chúa bóng truyền 279.000. Bây giờ thì em xuống cái mẫu D338 cao 7 phân nhá các tình yêu nhá. Các tình yêu nào mà vào sau mà ưng em D338 thì comment giúp em nhá. D338 kèm màu size và số điện thoại giúp em nhá. Và bây giờ em lên một mẫu mã bệt mới này các tình yêu. Trời ơi em bệt của em này mới về mà 3 màu này đủ size và đủ size và đủ 3 màu cho các tình yêu nhá. Em này là em bệt thần thánh bên em đây ạ. Bệt thần thánh mã là B315 nha các tình yêu nhá. Đi phải nói là quá mềm và bệt như bún ấy. Cái em này em thường giới thiệu cho những chị mà đang mang bầu vì nó quá êm này. Các chị đi mang bầu chân hơi bự ra đúng không ạ? Và em giới thiệu cho em này thì rất là êm. Các chị mang bầu chân bự ra còn đi được thì những cái chị mà chân thường thì đi quá là êm luôn các tình yêu ạ. Bệt thì hiện tại em có màu kem này, màu bò và màu xanh nhá tình yêu nhá. Màu xanh thì đi cực kỳ là xinh luôn các tình yêu, nhìn em bệt này. Bệt thoải mái cho em bệt này là bệt thần thánh của Misu rồi nên các tình yêu không phải băn khoăn gì cả. Tình yêu nào mà đã mua em B315 này của bên Min rồi thì biết đúng không ạ? Đi nó quá là mềm và sò một phát vào một cảm giác như
phê dã man cái tình yêu vì nó quá là êm. Em này có ba màu này, màu bò, màu xanh và màu kem nhé. Tình yêu em này còn sale sốc hơn là em ra ra bóng vừa rồi, vì em này giá còn mềm hơn các tình yêu ạ. Các tình yêu có biết giá của em nó là bao nhiêu không? Các tình yêu em bệt này mã là B315 và em sale sốc trong livestream này chỉ còn giá tại cửa hàng của em nó là 330.000 nha các tình yêu, và sale sốc trong livestream này chỉ còn 265.000 cho em B313 mềm yêu mũi cho các tình yêu này, nơ quá là xinh luôn. Và mình đi đôi này thì mình cảm giác như là không đi gì vì nó quá là êm, cao su chống trơn trượt và hàng cao cấp, nên mình đi khỏi suy nghĩ cho em nhá. Đây là một em da thật nha các tình yêu, nó đã làm mưa làm gió của bên Minsu rất là lâu rồi, rất là nhiều rồi. Và các chị nào đã đi được em B315 rồi này rồi thì vào đây cho em xin một feedback nha, cho em xin feedback về em B315 này nha các tình yêu. Trời ơi các tình yêu, nhìn em bẻ này vì nó quá là mềm nên mình bẻ thoải mái luôn, mình đi rất là êm các tình yêu ạ. Mùa đông này đi em này rất là ấm ấm này, em này là em da thật nha các tình yêu, da thật mình đi rất là ấm này, ở trong là da lộn. Đó, da thật này các tình yêu, đi rất là xinh, màu kem đi cực kỳ là xinh luôn. Màu kem đi quá là trẻ trung và xinh. Màu bò thì mình đi lên hẳn một bậc một tông luôn này các tình yêu này. Màu bò thì mình đi lên bậc hẳn một tông luôn. Đó, màu xanh thì khá là đẹp, màu xanh thì khá là trẻ trung. Màu xanh này không hề khó phối đồ đâu các tình yêu. Chẳng hạn như màu xanh nõn chuối hoặc là màu xanh lá cây thì mình dễ khó phối đồ, còn màu xanh rất là dễ phối đồ nha các tình yêu. B315 này các tình yêu, B315 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Em chỉ sale 10 suất cho em B315 này thôi nha các tình yêu nha. Comment nhanh và nhanh tay giúp em này. B315 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. D338 sale còn 279.000 nha các tình yêu nhá. D338 là em 7 phân, cao gấp 7 phân thôi. Cao gót 7 phân vừa rồi ạ, chị đang săn hàng, cô mua được mấy đôi rồi. Em cảm ơn chị, tại chị tấm ta nhiều nhá. Em cứ cái khung giờ của bên Minsu lên livestream này, mặc định là bên em sale nhá tình yêu nhá. Mặc định là sale nên các tình yêu chú ý đón xem và những cái khung giờ của Minsu để mình được săn hàng với giá sốc nhá tình yêu nhá. D338 đi có đau chân không shop có. Trời ơi D338 đi êm lắm các tình yêu, nhìn này D338 êm như thế này mà. Mình nhận hàng mình không biết được độ em của nó, chứ em nói trên đây nói em thì các tình yêu không tin em. Khi mà mình nhận hàng mình mới biết được độ em của nó. Và em này là B315 các tình yêu ạ, B315 tại cửa hàng của bên Minsu bán với giá là 330.000 đấy các tình yêu. Và trong livestream này em sale duy nhất cho 10 tình yêu với giá là 265.000 cho em bền thần thánh này các tình yêu nhá. Bền thần thánh thì gọi là mềm như bún luôn, đi thoải mái cho em, đi thoải mái cho em, không bị đau chân một chút nào luôn. Đi như kiểu mình đi chân đệm chứ không phải mình đi giày nữa đâu ạ. D338 có 5 phân đấy nhỏ không sốt. D338 em không có 5 phân ạ. Thì em được một đôi rồi, cứ thích vào xem đi chị ạ. Em cảm ơn các chị yêu nhiều nhá, các chị yêu đã đón xem một livestream của em. Và em sale này các tình yêu, sale bệt này sốc luôn các tình yêu ạ. Chị nào mà chưa săn được em này thì vào đây săn ngay với em bệt thần thánh này nhá. B315 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em đi ạ. B315 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. B315 em còn màu đen nhá, các tình yêu cứ để lại số điện thoại thì nhân viên bên em sẽ tư vấn và gọi điện chốt hàng cho mình nhá. B315 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Các tình yêu đừng quên để lại số điện thoại cho em nhá. Đừng quên để lại số điện thoại này. B315 em này bền dã man các tình yêu ạ. Thì sâu cho các tình yêu nhìn ba màu này. Sâu cho các tình yêu nhìn nghe, bệt ba màu này rất là xinh này. B315 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em nhá. Mùa đông mà mình thiếu cái em bệt này thì quá là tiếc đấy các tình yêu ạ. Nó quá là mềm luôn. Các tình yêu chia sẻ giúp em nhá. Chia sẻ ngay cái livestream mình giúp em đi ạ. B315 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em thì được sale với giá là 265.000 này các tình yêu nhá. Ok, bây giờ thì bắt đầu em chốt đơn nhá. Em chỉ chốt đơn B315 này đúng 10 đơn thôi. Và từ chị thứ 11 trở đi thì lại mua với giá là 330.000 giúp em nhá. B315 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em cho em bền thần thánh mềm này các tình yêu này. Màu xanh này các tình yêu, màu xanh lavi đi rất là dễ. Nó ôm chân, thứ nhất là nó ôm chân, thứ hai là nó rất là mềm các tình yêu ạ. Và một em da thật như thế này ở ngoài thị trường không dưới 400 đâu các tình yêu nhá.
tại cửa hàng của Minisu bán với giá là 330. Và trong duy nhất cái livestream này em sale chỉ còn 265.000 thôi các tình yêu ạ. Quá sốc luôn. Thôi mình xem mẫu B310. Hôm nay không live B310 nhé các tình yêu nhá. Hôm nay không live B310 đâu ạ. B315 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em chị Nhật Lệ để lại cho em xin số điện thoại nhá. Bây giờ thì em xin phép được chốt đơn B315 này nhá các tình yêu nhá. B315, ok chị Đỗ Thị Hôm 265.000, ok chị Trần Thị Minh Châu 265.000, ok chị Bình Trinh Phương Bình 265.000. Chị Nhật Lệ để lại cho em xin số điện thoại đấy nhá. Đây là da thật nha các tình yêu nhá. Da thật luôn các tình yêu ạ. Ghế chống trơn trượt cho mình đi rất là thoải mái và mềm. Em này phải mềm, gọi là độ thần thánh mềm của nó là đứng hàng đầu như su các tình yêu ạ. Các tình yêu phải nhận hàng đi thì mới biết được độ mềm của em nói nhá các tình yêu nhá. 265.000 sale duy nhất trong livestream này thôi ạ. Chỉ sale trong livestream mà một cửa hàng thì lại mua với giá là 330.000 giúp em nhá. Ok chị Thanh Vân Nguyễn 265.000, ok chị Bình Trinh Phương Bình 265.000. Em còn 5 suất nữa được mua với giá 265.000 cho em mệt này. 3 màu, màu bò, màu xanh và màu kem nhá các tình yêu nhá. Đủ size cho mình ạ. 3 màu này em đủ size cho mình từ 35 đến 39 luôn. Em còn V133 nhá chị Thanh Nhã nhá. Chị inbox vào fanpage giúp em để các bạn nhân viên sẽ tư vấn cho mình đặt hàng mà không thấy ai gọi nhỉ. Chị Nhung Hà, chị thông cảm nhá vì hệ thống mẹ em đang quá tải rất là nhiều tin nhắn nên các bạn sẽ check chị từ chị đợi em một chút nha. Ok chị Nhật Lệ 265.000, ok chị Hiền Nguyễn 265.000. B315 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em cho em B315 bệt thần thánh này nha các tình yêu nhá. B315 kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em. Giày của Min đi em lắm, em cảm ơn chị Kurema nhiều ạ. Feedback rất là đáng yêu. Rất là nhiều chị đã đi giày của bên Min rồi đúng không ạ? Quá là êm luôn, chị Hiền Nguyễn để lại cho em xin số điện thoại nhá. Ok chị Khánh Thi 265.000 này. 265.000 chỉ trong duy nhất trong livestream này thôi các tình yêu ạ. Các tình yêu mà ra cửa hàng thì lại mua với giá là 330.000 giúp em nhá. Mềm lắm đấy các tình yêu ạ, mềm lắm ấy. B315 kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em này. Chị Nguyễn Thị Hồng để lại cho em xin số điện thoại nữa nhá. B315 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em này. Hôm nay em like 7 phân gót nhọn da bóng này. Giày bệt thần thánh này, giày bệt thần thánh này các tình yêu nhá. Giày bệt thần thánh phong chuẩn và mình đi quá là em luôn. Trời ơi, em dã man đấy các tình yêu nhận thì các tình yêu nào lọt trong livestream này mà nhận định thì quay lại đây feedback cho em nhá. Và em like 7 phân gót vuông nữa nhá. 7 phân gót vuông này và sụp nữa các tình yêu ạ. À tí nữa em sẽ lên sụp luôn ngay sau đây cho các tình yêu này. Sụp quá hot luôn nhá các tình yêu ạ. Em sụp này gọi là hot hit, rất là hot hit. Có màu đen không shop? Em có màu đen nhá chị Thu Thảo nhá. Chứ chị cứ để lại điện số điện thoại thì bên em sẽ check hàng cho mình và chốt hàng cho mình nhá các tình yêu nhá. B315 kèm màu kèm size và số điện thoại giúp em. Đây là em sụp nha các tình yêu nhá. Đây là em sụp V152 ạ. B315 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Các tình yêu cứ để lại số điện thoại cho em, các bạn nhân viên sẽ gọi điện cho mình ngay và check đơn chốt hàng cho mình nha các tình yêu nhá. Em có màu đen ạ. Các tình yêu cứ để lại số điện thoại thì nhân viên bên em sẽ chốt hàng và gửi hàng cho mình nha các tình yêu nhá. B315 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Các tình yêu chia sẻ ngay cái livestream mình giúp em đi ạ. Mẫu cao gót em vừa like mẫu 7 phân gót nhọn da bóng nhá tình yêu nhá. Mã của em này là D338 thì các tình yêu D338. D338 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Trời ơi em D338 này quá là sang chảnh luôn các tình yêu này, da bóng đi mềm lắm ấy. Da bóng đi rất là mềm. Em bệt này giá sale trong livestream này là 265.000 nha các tình yêu nhá. Các tình yêu nào vào sau ấy mà không biết giá thì cứ comment nhé, em sẽ báo giá nhá. Ok chị Nguyễn Thị Hồng 265.000, ok chị Nguyễn Ngọc Minh 265.000. Bây giờ thì em xuống cái mẫu bệt này nhá. Em lên một mẫu sụp cực kỳ là hot hit và sang chảnh nha các tình yêu nhá. Bật mí mẫu sụp này em chỉ sale mỗi đôi 5 suất thôi, có nghĩa là 10 suất cho 2 màu nhá. Hôm nay em không like túi điện thoại nhưng mà em like một mẫu túi quá là sang chảnh luôn đấy các tình yêu ạ. Hôm nay em like một mẫu túi cực kỳ là sang chảnh và em xuống cái mẫu B3515 này nhá các tình yêu nhá. B315 này.
em sâu lại cho tình yêu nhá. Ok chị Nguyễn Thủy 265.000, ok chị Lê Ngọc 265.000, em sâu lại một lần nữa cho tình yêu này là. Và em phải bẻ từ các tình yêu với tin em. Và em phải bẻ như này, và khi các tình yêu nhận hàng ấy thì mới biết được độ mềm và êm của nó như thế nào. Chất liệu da thật mà không ở đâu ngoài, bán cái giá mềm như ở Misu. Và trong livestream này thì em cam đoan và khẳng định với các chị yêu là không có một chỗ nào dám bán cho các tình yêu với giá là 265.000 cho một em chất liệu da thật và đi êm như thế này đâu các tình yêu nhá. Êm như bún luôn, phải gọi là êm như bún luôn. Em xuống cái mẫu bệt nhá các tình yêu nhá. Em xuống mẫu bệt này và em lên mẫu sụp nhá các tình yêu nhá. Em thấy nhiều tình yêu hỏi sụp nên em sẽ lên một mẫu sụp hot hit đây. Mẫu sụp sang chảnh đấy các tình yêu. Hai năm trước thì em có like một mẫu sụp và hôm nay em lại like một mẫu sụp mới. Hai năm trước là hai mẫu sụp khác. Và hôm nay mỗi hôm sẽ lên một mẫu sụp khác nhau nhá các tình yêu nhá. Sụp này là mã là V152 mới về trong sáng nay luôn các tình yêu ạ. Toàn những hàng mới về trong sáng nay và em phải mang lên đây sâu luôn cho các tình yêu xem. Em sụp này mã là V152, cao tầm 2 phân nữa các tình yêu nhìn này. Các tình yêu nhìn sang chảnh chưa? Các tình yêu nhìn sang chảnh chưa? Và em này là một thiết kế của Misu có hai màu cho các tình yêu nhá. Hai màu này màu kem và màu đen nhá các tình yêu nhá. Có sang đen, có gót không xô bơi. Các tình yêu cứ để lại số điện thoại, nhân viên bên em sẽ tư vấn cho mình nhá. Cao gót nữa thì em chị đợi em một chút nữa, em sẽ lên cao gót 7 phân gót vuông cho mình nữa nhá. Vừa nãy em ra sale cái gót 7 phân gót nhọn cho mình rồi. Hôm nay em đều lên gót nhọn và gọi gót vuông. Và ra bóng nhá tình yêu ạ, có sụp đây các tình yêu. Còn K30 vàng đồng size 3740 nữa không em? Chị Nguyễn Ngọc Minh inbox cho em vào fanpage thì nhân viên bên em sẽ tư vấn cho mình nhá. Mẫu bệt đôi nhiêu mới vô? À mẫu bệt là 265 nghìn chị Nguyễn Lê Xuân Thảo nhá. Mã của em nó là B315. Các tình yêu mà ưng mã bệt thì comment cho em là B315 kèm màu, đồng size và kèm số điện thoại giúp em. Đủ thông tin thì nhân viên bên em sẽ lên đơn và chốt đơn cho mình. Em đã thấy các chị đặt hàng đôi sụp lột này rồi. Nó quá là hot các tình yêu ạ. Chất liệu là da mịn nha các tình yêu nhá. Chất liệu là da mịn. Mũi nhọn đi cực kỳ là sang chảnh ạ. Mũi nhọn cực kỳ là sang chảnh. Đây nhá tình yêu nhá. Con nhọn đây, con nhọn 7 phân đây. Mũi nhọn cực kỳ là sang chảnh và em sụp này đi thì phải gọi là độ sang chảnh lên hàng đầu của tình yêu nhá. Em này mình đi có thể mình cao lên tầm 2 phân này, cao lên tầm 2 phân. Màu kem và màu đen là hai màu chủ đạo dễ đi nhất của bên Misu nhá tình yêu nhá. Bao giờ đôi nào bên em cũng phải có màu kem cho các tình yêu luôn. Màu kem là cái màu vừa trẻ trung này và vừa dễ đi nhất nha các tình yêu. Màu kem rất là xinh. Màu kem này các tình yêu nhìn em sụp màu kem này và ở đây nó có cái dây ở đây nó có cái đồng vàng ấy, các tình yêu đi rất là sang. Em sụp này đi cực kỳ là sang luôn. Các tình yêu mặc váy này hoặc là mình đi biển ấy, đi biển này mặc váy hoặc là mình đi chơi đều xinh và sang các tình yêu nhá. Em này là em V152. V152 sale cho các tình yêu trong livestream này chỉ 10 suất cho hai màu này thôi ạ. Nên các tình yêu cố gắng nhanh tay comment giúp em để em chốt đơn và em chốt đơn cho mình nhá. V152 này comment giúp em là V152 kèm màu gầm size và gầm số điện thoại giúp em để được săn sale em sụp này với giá là 285.000 nhá các tình yêu nhá. Tại cửa hàng của Misu bán em sụp này với giá là 330.000 này các tình yêu này. Em sụp sang chảnh đây thì gọi là em sụp sang chảnh, các tình yêu cứ comment là em sụp sang chảnh giúp em cũng được. Vì sụp sang chảnh nếu mã là V152 Misu mới về luôn các tình yêu ạ, nó sang chảnh dã man luôn. B315 mà 265.000 các tình yêu ạ. V152 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em đủ size cho mình từ 35 đến 39 nhá các tình yêu nhá. 35 đến 39 nhá các tình yêu này. Trời ơi, đôi sụp đây phải gọi là đôi sụp sang chảnh. Màu kem này dễ đi dã man đấy các tình yêu ạ. Màu kem này cực kỳ là dễ đi và sang chảnh, một trẻ trung nữa các tình yêu nhá. Người tình yêu nào mà không thích đi màu kem thì mình lấy màu đen cho em nhá. Hôm nay em không like túi 78, hôm nay em sẽ like túi 56. Trời ơi, túi 56 sang chảnh dã man đấy các tình yêu. Ok, bây giờ em bắt đầu lên đơn và chốt đơn cho em sụp V152 này nhá các tình yêu nhá. Em chỉ chốt đúng 10 đơn thôi các tình yêu, từ 11 tới đi lại mua với giá là 330.000 giúp em nhá. Ok chị Thanh Thảo 285.000 này, ok chị Thu Thảo 285.000 này.
V152 nhé các tình yêu nhờ. Ok chị Thu Thảo 285.000. Ok chị Ngô Vân Anh 285.000. Em còn 7 suất nữa được mua với giá là 285.000 nha các tình yêu nhờ. V152 kèm màu cũng sai bằng số điện thoại giúp em này. Màu kem này quá là trẻ trung luôn các tình yêu. Đây là một thiết kế của Minzu các tình yêu, yên tâm với em về chất lượng nhá. Đi êm và sang chảnh, quá là sang chảnh luôn các tình yêu này. Ở đây nó còn có qua kiểu đồng với các tình yêu, đi rất là sang luôn. Đây thì gọi là em sục sang chảnh các tình yêu nhá. Sục sang chảnh này sale, em sale chỉ còn 285.000 các tình yêu ạ. Mã của em nó là V152. Các tình yêu comment ngay giúp em là V152 kèm một cái màu cái size bằng số điện thoại giúp em. Ok chị Trúc Cấu 285.000, em còn 6 suất nữa để mua với giá 285.000 nhé tình yêu nhá. Sục sang chảnh màu kem này, sục sang chảnh màu đen này, hai màu chủ đạo và hot thi nhất của Minzu đấy các tình yêu nhá. Màu kem đi quá là trẻ trung luôn các tình yêu ạ. Kem đi rất là trẻ trung và màu đen basic rồi. Màu đen thì nó nổi lên cái đồng này rất là trẻ trung và sang chảnh luôn các tình yêu ạ. Đây thì gọi là sục sang chảnh. Đây em này thì nói là sục sang chảnh luôn các tình yêu ạ. Ok chị Nguyễn Khang 285.000. Ok chị Trúc Cấu 285.000, em chốt đơn cho chị Trúc Cấu rồi này. Em chốt đơn cho chị Nguyễn Khang rồi này. Em còn 5 suất nữa để mua về giá là 285.000 nha các tình yêu nhá. V152 kèm màu cần sa và kèm số điện thoại giúp em. Các tình yêu đừng quên là chia sẻ cái livestream mình nhá. Vì việc chia sẻ là mình sẽ đi đôi với là mình được săn sale, mình được sale đấy các tình yêu ạ. Nếu mà mình không chia sẻ là mình sẽ không được săn sale với giá là 285.000 đâu ạ. Bệt nơ 265.000 nha chị Đăng Khoa Đậu nhá. Bệt nơ chắc là chị vào chậm một chút đúng không ạ? Bệt nơ là em sale còn 265.000 nha các chị nhá. Sục sang chảnh với giá là 265.000 nha các tình yêu, chỉ có duy nhất trong livestream mình thôi ạ. Mình có thể đặt hàng ở trong livestream mà mình ra cửa hàng mình thử xem mình vừa đôi nào mình lấy cũng được ạ. V152 kèm màu cần sa và số điện thoại giúp em để được mua với giá là 285.000 nha các tình yêu nhá. Giá gốc của em nó là 330.000 ạ. V152 kèm màu cần sa và số điện thoại giúp em, cho em sục sang chảnh màu kem này. V152 kèm màu cần sa và số điện thoại giúp em, cho em sục sang chảnh màu đen nha các tình yêu nhá. Hai màu chủ đạo đi rất là dễ đi và sang chảnh luôn các tình yêu ạ. V152 kèm màu cần sa thì số điện thoại giúp em. Em chuẩn bị lên một mẫu 7 phân da bóng nha các tình yêu nhá. Em chuẩn bị lên một mẫu 7 phân da bóng đấy ạ. Các tình yêu là hóng 7 phân da bóng thì comment vào đây nhá. Xem lại bệt nơ em ơi, xem lại bệt nơ em ơi. Đây bệt nơ nhá các tình yêu, bệt nơ em có 3 màu này. Mã của em nó là B315 nhá. B315. Còn mà kèm màu cần sa và cần số điện thoại giúp em. 3 màu đủ size. Đủ size cho mình từ 35 đến 39 luôn nhá các tình yêu nhá. Bệt nơ sale còn 265.000 đấy ạ. Mã của em nó là B315. Ok chị Vũ Thị Thu 285.000. Em còn 4 suất nữa được mua em sục sang chảnh này với giá là 285.000 nha tình yêu. Đây là em sục sang chảnh chất liệu là da mịn đi quá là êm luôn. Quá là êm, và thứ nhất là êm này, thứ hai mình đi em này mình đang tầm 2 phân. Hơn 2 phân một chút mình đi rất là xinh và sang chảnh luôn nha tình yêu nhá. Các tình yêu đừng quên chia sẻ livestream mình giúp em nhé. Bây giờ thì em sẽ lên một mẫu giày cao gót 7 phân của Zara này, Zara Basic này. Các tình yêu có hàng của Zara Basic không? Hàng chuẩn đét của Zara Basic xuất khẩu đấy nha các tình yêu nhá. Zara Basic thì các tình yêu ơi, màu kem xinh chưa? Màu kem mình gọi là màu xinh, dã man này, xinh nhất. Màu kem màu đen và màu cà phê này bao giờ cũng phải có màu kem. Và màu cà phê với hai cái màu này là màu chủ đạo của Minzu. Zara Basic đây các tình yêu này, các tình yêu có hóng cái đôi Zara Basic cao 7 phân thì không có tình yêu da bóng. Trời ơi đi mềm, mềm như là mềm như các tình yêu ạ. Sục em sale còn 285.000 nhá tình yêu nhá. Sục mã là V152. Các tình yêu comment cho em là V152 kèm màu cần sa và số điện thoại giúp em. Các tình yêu quên chưa quên chia sẻ giúp em ạ.
các tình yêu mà đừng quên chia sẻ giúp em nhé. Nếu mà mình không chia sẻ mình sẽ không được mua với giá là như trong livestream nếu có tình yêu ạ. Cho chị xem lại đôi giày bền vừa xong với. Giày bền vừa xong đây nha các tình yêu nhá. Có cao gót đế to bị rốt không? Đây tình yêu ơi, cái cao gót mà 7 phân này bắt vuông cho mình này. Bền đấy nha tình yêu. Bền này em có cả màu kem nữa. Các tình yêu đừng quên chia sẻ livestream giúp em nha tình yêu. Bền là B315 sale còn 265.000 nha các tình yêu. Tại cửa hàng là 330.000 và trong livestream này em sale còn 265.000 này. Các tình yêu nào ưng em bền thì comment giúp em là B315 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em ngay bây giờ để được mua với giá sale nhá. Bây giờ thì em xin giới thiệu cái em Zara Basic này, Zara Basic 7 phân gót vuông này nhá. Zara Basic 7 phân gót vuông này các tình yêu. Nhìn có xinh không? Đây là ba màu em phải để xa ra để nhìn rõ. Em bẹt em sale còn 265.000 nhá các tình yêu nhá. Cho mình đôi 37 cao gót nhé. Các tình yêu ơi, em cao gót này mã là V155 mới về luôn. Và em phải lên đây sâu luôn nhá các tình yêu, cái mã này vì nó quá là hot. Mẫu này em có 5 phân nhá tình yêu. Mẫu này em có 5 phân và các tình yêu cứ inbox vào fanpage thì nhân viên bên em sẽ hỗ trợ cho mình nhá. Có bẹt mũi nhọn không bạn? Bẹt mũi nhọn em có nhá. Bẹt mũi nhọn em có. Các tình yêu cứ inbox fanpage thì các bạn nhân viên sẽ hỗ trợ cho mình. Còn đôi kim tuyến các tình yêu cứ inbox fanpage giúp em. Em này là em 7 phân gót vuông da bóng các tình yêu ạ, sang chảnh thật sự. Em này gót vuông da bóng và mũi của nó là mũi tròn này các tình yêu nhá. Đôi em đang cầm là màu kem. À em xin lỗi em, đôi em đang cầm là màu cà phê. Tại cửa hàng của nó, à, tại cửa hàng của Minh Xu em bán nó với giá là 340.000. Và duy nhất trong livestream này thôi em sale cho các tình yêu sốc luôn các tình yêu ạ. Và sale sốc duy chỉ duy nhất trong một livestream này thôi. Nên các tình yêu cố gắng là comment đúng đủ cú pháp và để lại số điện thoại cho em để mình sale với giá như sốc trong livestream nha các tình yêu nhá. Em này mã là V155. Hiện tại em có 3 màu cho các tình yêu này. Màu cà phê này, màu đen và màu kem nha các tình yêu nhá. Sale từ 340.000 xuống còn 289.000 trong duy nhất trong livestream này thôi các tình yêu ạ. Và ba màu này em chỉ sale đúng 10 đôi thôi. Ba màu sale đúng 10 đôi có nghĩa là mỗi màu tầm 3 đôi. Nên các tình yêu nhớ là nhanh tay comment và chia sẻ cái livestream này giúp em thì mình sẽ được mua về giá sốc nha các tình yêu nhá. 289.000 các tình yêu là chuẩn bị comment ngay giúp em bây giờ là V155 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em này. Em đủ màu kem đen cà phê cho mình và đủ size cho mình từ 35 đến 38 nhé các tình yêu. Trời ơi em này gọi là da bóng mà các tình yêu đi da bóng bao giờ cũng gọi là sang chảnh. Và em này độ mềm phải gọi là hàng đầu. Em này rất chi là mềm và đi rất là chắc chân nhé các tình yêu nhé. Đi ôm chân và chắc chân cực kỳ luôn. Cho mình đôi gò cà phê 37 V155 nhé. Chị Ngọc Hồng với chị comment giúp em là V155 kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em nhé. Khi mà các tình yêu có số điện thoại thì hệ thống bên em sẽ tự nhảy và các bạn sẽ tự gọi điện cho mình nhé các tình yêu nhé. Nếu mà không có số điện thoại thì em sẽ không gọi điện và chốt đơn cho mình được đâu ạ. Cao 7 phân nhé các tình yêu nhé. Cao 7 phân cho em V155 này và em chỉ sale đúng 10 suất cho các tình yêu ạ. Tình yêu nào nhanh tay comment thì được săn sale. Còn nếu mà tình yêu nào không nhanh tay thì mình sẽ được phải mua với giá gốc là 340.000 đấy ạ. 340.000 cái em V155 này quá là sang chảnh luôn các tình yêu này. Đi dễ đi lắm, nó không hề bị dốc một chút nào. Em 7 phân thì đi cực kỳ là êm thanh chân và thanh dáng và êm chân lắm với các tình yêu ạ. Các tình yêu comment ngay giúp em là V155 kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em để được mua với giá là 289.000 nhá. Và bây giờ em xin phép được chốt đơn cho các tình yêu này. Bây giờ em xin phép được chốt đơn cho các tình yêu cái em V155 này nhá. Ok tình yêu này, ok chị Minh Quân 285.000 này. 289.000 này. Ok chị Minh Quân 289.000. Ok chị Ánh Dương Hòa 289.000 này. Ok chị Ngọc Hồng 289.000. Chị Loan xin comment giúp em V155 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em nhá. Kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Nhân viên bên em sẽ check đơn rất là dễ và khi mà gọi điện cho mình thì mình chỉ cần chốt đơn thôi ạ. Nếu mà mình không có số điện thoại nhưng bên em sẽ không biết là chốt đơn cho mình kiểu gì. Ok chị định mệnh 289.000 này, em còn 5 suất nữa được mua với giá là 289.000 nhá các tình yêu nhá. Tình yêu nào trợ tay một chút thì mình lại mua với giá là 340.000 giúp em ạ.
tại cửa hàng của Minsu bán với giá là 340.000 giúp em. Mình chỉ ngồi nhà mình săn sale và mình xem livestream thôi mà mình được mua với giá sốc thì tội gì mà không mua ức chế. Ok chị Nguyễn Thị Hồng 289.000. Ôi đôi này mấy phân, ôi này em này 7 phân nhá các tình yêu nhá. 7 phân này em phải sâu luôn nhá các tình yêu. 7 phân này đi cực kỳ là sang chảnh và xinh. Em này đi thanh dáng lắm các tình yêu ạ. Và tình yêu nào mà chưa đi giày cao gót bao giờ hoặc là mình không quen đi giày cao gót ấy, mình không đi được 7 phân hoặc 5 phân đi thì đi ngay em này cho em, vì em này nó quá là êm các tình yêu ạ. Nó êm này, thứ nhất là êm này, nó ôm chân này, cái form của nó chuẩn như này mà các tình yêu. Form của nó chuẩn như này cơ mà. Và màu nào cũng rất là xinh, da bóng thì mình dễ vệ sinh rồi đúng không các tình yêu. Da bóng thứ nhất là dễ vệ sinh, thứ hai mình đi rất là sang. Mũi nhọn nữa các tình yêu, mũi nhọn đi rất là sang chảnh luôn. Ok chị Mang là 289.000. Cho em đôi bệt màu kem size 37 nữa chị nhé. Ok chị Minh Quân ạ. Rất nhiều chị bảo là em chỉ đợi livestream của Minsu để em được săn sale thôi. Và khi mà Minsu bắt đầu phát trực tiếp lên là các tình yêu biết rồi đúng không ạ? Mặc định là sale cho tình yêu luôn. Có 7 phân gấp nhọn không bạn? Em có 7 phân gấp nhọn. Các tình yêu nào mà muốn hỗ trợ về size này, về sản phẩm thì cứ inbox vào fanpage giúp em, các bạn nhân viên sẽ tư vấn giúp mình nhá. V155 kèm màu còn size và số điện thoại giúp em để được mua với giá sale là 289.000 nhá tình yêu nhá. Mềm lắm với các tình yêu. Và em này là em của Zara Basic này các tình yêu, có nhìn thấy không ạ? Zara Basic là một hãng rất là nổi tiếng rồi. Em này của Zara này chuẩn xuất khẩu nha các tình yêu nhá. Bên Minsu chỉ bán các hàng chuẩn thôi và hàng chuyên để xuất khẩu nha các tình yêu nhá. Nên các tình yêu yên tâm với em về chất lượng là hàng đầu và giá cả thì gọi là mềm nhất thị trường luôn. Từng đường kim mũi chỉ bên em may rất là cẩn thận. Và cái gót này bên em bảo hành cho mình 1 năm nhé các tình yêu nhá. Gót và keo bảo hành cho mình 1 năm luôn. Màu kem này cực kỳ là xinh nhé các tình yêu nhá. Đôi em đang cầm là màu kem này. Đó, màu kem rất là xinh luôn. Mũi nhọn đi rất là thanh chân. Mũi nhọn đi cực kỳ là thanh chân. Và em này đi quá là êm luôn đấy các tình yêu ạ. Hôm nay em không lên slip on đâu ạ. Ok chị Phan Thu Hà 289.000, em còn 3 suất nữa được mua về giá là 289.000. Hôm nay còn like gót nhọn 7 phân không em? Hôm nay em không like gót nhọn 7 phân nhá. Em ơi còn C48 kem tây 7 phân không? Các tình yêu nào các tình yêu cứ inbox fanpage, các bạn nhân viên sẽ tư vấn và check hàng cho mình nhá các tình yêu nhá. Ở trong livestream này thì em chỉ lên những cái mẫu ở trong livestream này thôi, còn những cái sản phẩm khác thì các tình yêu cứ inbox vào fanpage giúp em thì các bạn nhân viên sẽ hỗ trợ cho mình được không ạ? V155 kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em ngay bây giờ nhá. Chỉ hiện tại ngay lúc này thôi và khi mà em tắt livestream thì các tình yêu lại mua về giá gốc giúp em. Em chỉ có size 38 thôi ạ, tiếc quá em chỉ có size từ 35 đến 38 thôi. Em đủ size từ 35 đến 38 thôi các tình yêu ạ. V155 kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em ngay bây giờ để mình được săn sale với giá là 289.000 nha các tình yêu nhá. Em còn 2 phút nữa để cho các tình yêu chốt hàng và em chuẩn bị xuống một mẫu à, em chuẩn bị lên một mẫu mới là em xuống mẫu này này. Em chuẩn bị may lên một mẫu ví mới nhá các tình yêu nhá, ví sang chảnh. Hôm nay em toàn sale những mẫu sang chảnh các tình yêu thôi. Nên các tình yêu nào mà không xem được livestream này này, không thấy livestream này và không đặt hàng livestream này thì quá là tiếc luôn nhá. Màu kem đây nhá các tình yêu nhá. Màu kem này 7 phân này. Form chuẩn da basic cho mình này các tình yêu, bạn nhìn này rõ chữ ra basic không ạ? Made in Việt Nam. Hàng của bên em là hàng chuẩn xuất nên mình yên tâm về chất liệu da này, da nhập khẩu. Và thứ hai nữa là gót bên em đóng rất là chắc chắn cho mình. Nên mình đi mình yên tâm với em là gót rất là chắc chắn nhá. Hàng da basic xuất khẩu các tình yêu nhá. Không phải hàng các tình yêu mà mua không thông thái các tình yêu lại mua với giá vừa đắt lại vừa không chất lượng đâu ạ. Mẫu này mã của em nó là V155 nha các tình yêu nhá. V155 kèm màu gần xa gần số điện thoại giữa em được chốt em nó và được mua với giá là 289.000 trong livestream này. Và chỉ duy nhất trong livestream này thôi nha các tình yêu. Nếu mà mình mua trong ở ngoài cửa hàng hoặc là mình mua đặt ở trên fanpage thì mình lại mua với giá khác giúp em ạ. 289.000 nha các tình yêu nhá. V155 kèm màu gần xa gần số điện thoại giữa em thì được săn sale với giá sốc ngay bây giờ các tình yêu nhé.
một 55 kèm màu kèm sao kèm số điện thoại giúp em ngay bây giờ này. V155 kèm màu kèm sao kèm số điện thoại giúp em sâu gần cho các tình yêu nhìn rõ cái form của em đó và biết chuẩn thế nào. Và đây là hàng của Zara Basic nhé các tình yêu nhá. Hàng Zara Basic. Hàng chuẩn xuất luôn cho các tình yêu yên tâm với em về chất lượng. Zara Basic. V155 kèm màu kèm sao và kèm số điện thoại giúp em để được săn để mua với giá là 289.000 nha các tình yêu nhá. Em chuẩn bị số mẫu này khi mà em xuống thì các tình yêu lại mua với giá gốc giúp em. V155 kèm màu kèm sao và kèm số điện thoại giúp em để mua với giá là 289.000 nha các tình yêu nhá. V155 các tình yêu, ok chị Linh Trang 289.000, em còn 3 suất nữa được mua với giá 289.000. Em đi sang chảnh này cẩm xinh thật sự, cầm tay sang quá. Có giày cao gót trắng đẹp không em? Chỉ đến 11 phân các tình yêu mà hỏi về sản phẩm nào thì các tình yêu cứ in hoặc vào fanpage thì các bạn nhân viên sẽ tư vấn và hỗ trợ cho mình nhá. Hiện tại thì trong livestream em chỉ sale cái mẫu mà em lên trong livestream thôi ạ. Còn những sản phẩm khác thì các tình yêu inbox và fanpage giúp em để các bạn nhân viên sẽ hỗ trợ và tư vấn cho mình rõ hơn các tình yêu nhé. V155. Bây giờ em xuống mẫu V155 này và em lên một mẫu ví sang chảnh nhé các tình yêu này. Ví sang chảnh, cầm tay sang chảnh thưa các tình yêu. Trời ơi, em này gọi là sang chảnh. Em này mà đi buổi tối, đi tiệc này hoặc là đi đám cưới thì phải gọi là sang chảnh. Em lên một mẫu mới nhá các tình yêu nhá. Hôm nay em không like mốt đâu ạ. Hôm nay em không like mốt nhá các tình yêu nhá. Mốt để tầm vài hôm nữa em sẽ like vì mấy hôm nữa nó lạnh ấy. Trời thời tiết nó lạnh thì em sẽ lên nhá. V155 kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em cho các em 7 phân này nhá. À thôi em cứ sâu lên cho các tình yêu này. Em cứ sâu lên cho các tình yêu. Sâu lên cho các tình yêu. Và em lên một mẫu ví này các tình yêu thôi. Ví này. Có tình yêu nào hóng ví không ạ? Có tình yêu nào hóng túi không ạ? Em này là túi 56 này các tình yêu này. Em này là túi 56. Đây là một em túi sang chảnh Misu nhá các tình yêu. Màu hồng cẩm. Rất là xinh. Và ở trong của nó rộng. Và để được rất là nhiều đồ nhá các tình yêu nhá. Tình yêu em lên túi 56 này. Trời ơi, da của túi này mềm thật đấy. Em túi này mềm thật. Túi 56 nha các tình yêu nha. Túi 56 này. Em này là em túi 56 và em sale trực tiếp trong livestream này. Giá sốc luôn các tình yêu ạ. Giá sốc còn sốc hơn cả mấy em giày vừa rồi nữa. Em ví này quá là hot luôn các tình yêu nhá. Em này mình đi sự kiện, à mình đi tiệc này hoặc mình đi đám cưới này. Mình cầm tay như này này. Các tình yêu mình có sang chảnh không ạ? Mình cầm tay như này. Mình cầm tay như này thì các tình yêu nhìn nó sang chảnh không ạ? Quá là sang chảnh luôn. Cái màu hồng đây là màu hồng cẩm này. Màu hồng cẩm rất là dễ phối đồ và lên rất là nổi nhá tình yêu nhá. Mình đi sự kiện này hoặc là mình đi tiệc này đều nổi. Màu này quá là xinh luôn nhá tình yêu ạ. Màu hồng cẩm. Đây là màu hồng cẩm nhá tình yêu nhá. Em túi 856 này em chỉ sale đúng 5 suất cho tình yêu trong livestream này thôi. Hơn 100 tình yêu xem livestream này nhưng mà em chỉ sale đúng 5 suất cho cái mẫu ví túi 56 này thôi. Nên tình yêu nhanh tay comment giúp em và chia sẻ cái livestream này giúp em nhé. Nếu mà mình không chia sẻ thì sẽ không được săn sale với giá sốc trong livestream đâu ạ. Em này là túi 85 này các tình yêu. Tại cửa hàng của Misu bán em túi túi 56, túi 56 này với giá là 390.000. Và các tình yêu biết hôm nay em sale còn bao nhiêu không ạ? Các tình yêu có tình yêu nào đoán hôm nay được giá là em sale trong túi này là bao nhiêu không ạ? Đây là túi mẫu túi sang chảnh và em nó rất là tiện này. Ở đằng sau có kéo khóa cho mình nhá các tình yêu nhá. Kéo khóa thoải mái này, mình để những cái thứ mà cần thiết ngay ấy. Chẳng hạn như vé xe này hoặc là thẻ hoặc là cái gì đấy mình có thể để ngay trong này này. Và mình mở ra mình ở trong mình rất là nhiều ngăn, có ngăn kéo khóa này. Chị em phụ nữ mình cần có một ngăn kéo khóa này, mình đựng ví tiền, à mình đựng tiền này hoặc là đựng điện thoại này hoặc đựng những thứ cần thiết đúng không các tình yêu. Và ở đây có hai ngăn kéo khóa cho mình cơ, có hai ngăn kéo khóa cho các tình yêu này. Có hai cái kéo khóa cho mình yên tâm là cái này nó bảo vệ cho mình rất là nhiều, bảo vệ tài sản của mình rất là nhiều. Và trong bên trong của nó khá là rộng nên các tình yêu để được rất là nhiều đồ.
đồ mỹ phẩm này, đồ cần thiết như mỹ phẩm này, sạc dự phòng này, điện thoại và tiền, ví tiền thẻ ATM em là mình để hết nhá các tình yêu nhá. Em túi 56 này em sale trực tiếp trong livestream này từ 390.000 xuống còn 290.000 thôi các tình yêu ạ. 290.000 cho em túi sang chảnh này thôi. Em các tình yêu nhanh tay comment giúp em nhá. Túi 56 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em để được sang sale với giá là 290.000. Giá của em nó tại cửa hàng là 390.000 nhá các tình yêu nhá. Đây là một em da mịn, da mịn mình thoải, mình đi thoải mái luôn. Em này chất liệu da rất là đẹp nhá các tình yêu nhá, chất liệu da đẹp này, mình cầm tay đều được này. Các tình yêu nhìn này, em các tình yêu nhìn em cầm tay nhá. Túi này đi chơi rất là sang các tình yêu ạ. Và ở trong nó còn có túi đeo qua chéo cho mình, chính các tình yêu thoải mái luôn, mình có thể đeo rất là nhiều dáng. Mình có thể đeo rất là nhiều dáng nhá các tình yêu nhá. Em còn màu hồng nhá các tình yêu nhá, màu hồng bên em bán chạy nhất nên hôm nay em lên đây sâu luôn các tình yêu nào mà ở xa mình không đến tại cửa hàng rồi đấy thì mình được mua với giá sốc này, mình được mua với giá sân sale này và mình không phải đến cửa hàng nữa. Em này là em chỉ sale trực tiếp trong livestream với các tình yêu nhá, từ 390.000 xuống còn 290.000 nhá các tình yêu nhá. Em có thể đeo chéo này các tình yêu. Ở đây nó có nấc, mình có thể điều chỉnh nấc của nó rộng hoặc là dài như nào đấy, mình nên điều chỉnh được theo mình. Đây là các tình yêu nhá, em có thể đeo chéo này hoặc là mình có thể cầm tay này, cầm tay rất là sang chảnh luôn các tình yêu ạ. Cầm tay cực kỳ là sang chảnh luôn, màu hồng cẩm này nhá các tình yêu nhá. Túi 56 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Em có màu hồng nhá các tình yêu nhá, em có màu hồng cẩm thôi, màu hồng cẩm thì mới về nên hôm nay em lên sale luôn cho các tình yêu ạ. Túi 56 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em ngay bây giờ. Túi 56 kèm màu, kèm size và em xin lỗi. Túi 56 kèm màu, kèm số điện thoại giúp em để được chốt với giá là 290.000 nhá. Tại cửa hàng lại mua với giá là 390.000 giúp em ạ. Các tình yêu nào mà đang ở trong livestream ấy thì chia sẻ cái livestream giúp em nhá. Và đừng quên là tag bạn bè vào đây để săn sale cùng em nhá. Đó, túi mẫu túi 85 này quá là hot của Minsu rồi. Giờ các tình yêu ạ. Túi 85. À em xin lỗi, túi 56 em cứ nhầm thôi. Túi 56 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em để được mua với giá là 290.000 nha các tình yêu nhá. Túi 56 kèm màu kèm số điện thoại giúp em để được săn sale nha. Đó, em để đây cho các tình yêu nhá. Các tình yêu nhìn này. Em để đây và em giới thiệu lần nữa cái mẫu mà cao gót 7 phân cho các tình yêu nhá. Tình yêu nào mà chưa săn được em này thì vào đây săn với em này. Em này mới về trong sáng nay thôi. Túi 56 kèm màu, kèm size và kèm màu và kèm số điện thoại giúp em. Màu này là màu hồng cẩm nhá các tình yêu nhá. Màu hồng cẩm không ở đâu có cái màu hồng cẩm xinh như này đâu các tình yêu ạ. Em lên lại cái mẫu giày cao gót cho các tình yêu nhìn này. Giày cao gót cho các tình yêu nhìn mà các tình yêu nào vào sau mà chưa săn được em này thì vào đây săn với em nha. Em cảm ơn chị Trần Thị Ngọc Thanh đã chia sẻ ạ. Ok chị chúc cấu 290.000 nhá. Em cứ để túi ở đây thì các tình yêu nào vào sau mà ưng túi này thì comment giúp em là túi 56 kèm màu, kèm số điện thoại giúp em để mình được sang sale với giá là 290.000 nhá các tình yêu nhá. Đây là một em giày cao gót thần thánh này các tình yêu nhá. Các tình yêu nhìn này. Đây là một em cao 7 phân này, gót nhọn cao 7 phân và đây là nó khoét cho mình cái chỗ này đi cực kỳ là sang chảnh. Các tình yêu có nhìn cái em này giống với em D335 của Minsu không ạ? Nhưng mà D335 là da mịn, còn em này là da bóng nhá các tình yêu. Da bóng thì nó cực kỳ là sang chảnh và đi rất là dễ vệ sinh nhá các tình yêu. Màu da bóng thì mình rất là dễ vệ sinh mà màu đen là basic. Bên em bán rất là chạy màu đen này. Màu đen thì mình rất là dễ phối đồ này, mình đi mặc váy này, mình mặc quần công sở này hoặc là mình đi chơi, đi làm đều được hết nhá các tình yêu. Màu đen này là màu khá là phổ, màu không cái đôi nào màu đen mà lỗi mốt đúng không các tình yêu? Không có một đôi giày màu đen nào mà lỗi mốt. Và em này mã của nó là D338 nhá các tình yêu. Màu này, mã này em mới về trong sáng nay.
Chị có túi này rồi, chất da rất ok. Em cảm ơn chị Thanh Nhàn Đoàn rất là nhiều. Túi 56 là chất da rất là ok đúng không ạ? Nó quá là mềm luôn các tình yêu ạ. Và ở trong nó đựng rất là nhiều đồ. Mình cầm tay này, mình đeo chéo đều đều, mình đeo chéo đều đều sang chảnh hết. Mã giày của em nó, em là D338 nha các tình yêu nhá. D338. Sale trong livestream này sốc luôn các tình yêu ạ. Giá của em nó tại cửa hàng là 330.000. Và em sale trực tiếp trong livestream này chỉ còn 279.000 thôi các tình yêu nhá. Cao 7 phân này. Đôi em đang cầm là màu kem nha các tình yêu nhá. Em này cao 7 phân, 7 phân gót ngọn và ở đây nó cắt cho mình cái kiểu này rất là sang chảnh các tình yêu. Mẫu basic nó tròn tròn thì mình khá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Nhưng mà em này nó cắt khoét cho mình rất là sang chảnh luôn. Cái ví đấy em sale từ 390 xuống còn 290 nhá tình yêu nhá. Túi là túi 56 kèm màu và kèm số điện thoại giúp em để được mà mình được săn sale với giá là 290.000 nhá tình yêu. Giày của Minsu tại cửa hàng bán với giá là 330.000 và duy nhất trong livestream này em sale chỉ còn 279.000. Cho các tình yêu nào nhanh tay comment và chia sẻ giúp em đi ạ. Và em thì không còn nhiều thời gian nên em xin phép được 5 phút nữa, khoảng tầm 5 phút nữa em sẽ xuống livestream nhá. Nên các tình yêu nhanh tay chốt đơn giúp em cho em giày này nha. Giày và túi ạ, nhanh tay chốt đơn giúp em thì em sẽ xuống livestream ạ. D338 cái màu cái size của số điện thoại giúp em cho em đen này, bò này, đỏ và kem. Đủ size cho các tình yêu từ 35 đến 38. Túi này hiện tại thì em còn màu hồng cẩm nhá. Các tình yêu màu hồng cẩm đi xinh lắm ấy. Nó màu hồng thì xinh cực ý. Chị em mình là chị em nào mà chưa có túi màu hồng thì săn ngay cái em này đi. Vì màu hồng là màu của chị em chúng mình đúng không ạ? D338 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em cho em giày cao gót 7 phân nhá các tình yêu nhá. Giày cao gót 7 phân này. Giày cao gót 7 phân, gót nhọn. Da bóng ở đây nó cắt cho mình cái khoét cho mình cái chỗ này đi sang chảnh nhá các tình yêu. Chỉ đi lên chân thì mới biết nó sang chảnh thế nào đấy. Em thử đi lên các tình yêu này. D338 kèm màu kèm size và số điện thoại giúp em được mua săn sale với giá là 279.000 nhá các tình yêu nhá. Tình yêu nào mà không thấy livestream này hoặc là không săn được đôi này thì quá là tiếc luôn. Tại cửa hàng thì lại mua với giá là 330.000 giúp em, 279.000 chỉ có trong duy nhất livestream này thôi. Và em chỉ sale trong tầm 2 phút nữa thôi nhá các tình yêu nhá. 2 phút nữa em xuống livestream thì các tình yêu lại mua với giá gốc giúp em. Chất đẹp, chị nhận hàng 2 đôi sáng nay rất ok. Em cảm ơn chị Trúc Tô nhiều ạ. Hôm nay em có nhận được rất nhiều feedback rất là đáng yêu. Và chất giày của Misu thì các chị biết rồi đúng không ạ? Các tình yêu đến cửa hàng này và nhiều chị đến cửa hàng bên em bảo là chị bạn chị giới thiệu đến đây nhưng chị mua túi ở đây rất là ok. Và nhiều mẫu mã này giày của em rất là êm và giá cả của nó rất là hợp lý. Ok chị Quế Nguyễn, túi 56 hồng cẩm 290.000 này. D338 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em để đặt. Em giày cao gót 7 phân này nhá các tình yêu nhá. D338 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em để đặt em cao gót 7 phân này với mua được một săn sale với giá là 279.000 này. Túi này em chỉ còn màu hồng thôi nhá tình yêu nhá. Túi màu hồng này, chất đẹp. D338 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em này. Mạng đây lại hơi kém rồi. Ok chị Thương Thái 279.000 này. Ok chị Ngô Vân Anh 279.000. Em còn tầm 2 phút nữa em sẽ xuống livestream nhá. Nên các tình yêu nhanh tay comment với em đi ạ. D338 kèm màu đặc size và số điện thoại giúp em cho em 7 phân cao gấp 7 phân gót nhọn này. Em túi là túi 56 nhá các tình yêu nhá. Túi 56 và đây là em D338 về cao gót gót nhọn. D338 này các tình yêu nhìn form của nó chuẩn chưa? Đi quá là sang luôn mà mình không săn được đôi này quá là tiếc. Vì giá của nó em nó thật sự phải nói là rất là rẻ. Và thứ hai là chất liệu quá là ok. Hàng bên em hàng xuất khẩu nên các tình yêu yên tâm. Chất hàng xuất khẩu nên chất lượng là phải hàng đầu nên các tình yêu. Và các tình yêu không đi mua ở chỗ nào được mua với giá là mềm như ở Minsu đâu ạ. Chất lượng hàng đầu và giá cả thì mềm nhất thị trường luôn. D338 kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em. Tầm 1 phút nữa thì em sẽ xuống livestream nhá các tình yêu nhá. Nên các tình yêu nhanh tay comment giúp em ạ.
D338 kèm màu đằng sau và số điện thoại giúp em. Ok, em chốt đơn cho chị Thương Thái rồi. Ok, chị Ngô Vân Anh 279.000 này. Ok, chị Gấu Trúc 279.000. Ok, chị Minh Quân 279.000. Ok, chị Lâm Tới 279.000. Giày sang chảnh màu đen này rất là basic này các tình yêu nhá. Màu đen khá là basic và mình rất là dễ phối hợp đồ. Mặc váy đi chơi, đi làm đều được hết. D338 kèm màu đồng size và số điện thoại giúp em. Tầm 30 giây nữa thì em sẽ xuống livestream nữa các tình yêu, nhanh tay comment giúp em nhá. Ok, chị Ngô Vân Anh 279.000 chuyện này. 279.000 nhá các tình yêu nhá. D338 kèm màu đồng size và đồng số điện thoại giúp em ạ. Em chuẩn bị xuống livestream nên các tình yêu nhanh tay comment giúp em nhá. Ok, chị Thủ Anh 279.000 này. Em chuẩn bị xuống livestream nè, em chuẩn bị xuống livestream với các tình yêu, nhanh tay comment giúp em nhá. Ok, chị Mỹ Phẩm Gia Huy 279.000 này. À, em xin lỗi, túi 56 là 290.000. Và bây giờ thì em xin phép được xuống livestream nhé các tình yêu nhá. Các tình yêu nào mà chưa săn được thì quá là tiếc đúng không ạ? Và em xin hẹn gặp lại các tình yêu vào buổi livestream tiếp theo nha. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các tình yêu ạ.